về chúng ta xem thôi. Và một là lên kênh YouTube thì các bạn cứ lên YouTube search Thiện TH thì sẽ ra cái mặt tôi ở đấy. Các bạn có thể tìm cái, tôi đã tạo một cái danh sách phát của lớp mình. Chỉ quay video của lớp mình thôi. Các bạn, tôi sẽ up lên hàng ngày. Mỗi khi học xong tôi sẽ up lên để các bạn tiến hành có thể xem lại nội dung của ngày hôm đấy. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái GitHub. Tài nguyên sẽ đẩy lên trên GitHub nhá. Các bạn lên GitHub. GitHub.com này. Sự kiện TH này. Và vào cái repository này. Tôi sẽ tạo ra một cái project mới, repository mới là PT12311 đúng không? Trừ PP2. Đó, tôi sẽ tạo ra. Và code các thứ tôi sẽ đẩy lên đây, các bạn chỉ việc lên trên này xem và lưu và lấy về thôi. Thì ví dụ tôi sẽ đẩy thử một file lên như này. Đây đúng không? Xóa này đi. Copy này. Rồi chờ một chút để tôi điểm danh cho các bạn nốt đấy nhé. Đọc mã nào. 5213. Tiếp. 5219. Rồi. Bao nhiêu? 5309. Từ lưu vậy á? Không lại không kịp. Xin rồi. Rồi, hết rồi. Rồi xong, bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái thư mục L01 của chúng ta nhé. Trong này tôi sẽ tạo ra cái thư mục đây. Lớp mình là 11 đúng không? L01 này. Tôi bê cái này vào. Trong này tôi sẽ lưu ra một file mới tên là index.html. Đây, code HTML trong này. Xếp xuống. Cứ tôi đẩy lên là được, là các bạn sẽ nhìn thấy. Rồi, lên rồi. Đây. Các bạn vào github.com/th này, pt12311 trừ pp2. Đây, thế thư mục L01 không? Bấm vào. Đây, file index tôi vừa mới tạo đúng không? 18 giây trước này. Mở ra. Đây là nội dung. Tôi viết cái gì nó sẽ lên trên đây. Thấy chưa? Thì sửa code ở trên này các bạn có thể lên trên GitHub để tải về. Thấy chưa? Hả? Tải đây này. Bấm vào đây này. Đây. Clone and download. Đúng không? Chúng ta có thể download file zip về hoặc là có thể clone về máy nếu chúng ta biết sử dụng Git. Hoặc là chúng ta có thể, bởi vì mỗi buổi học cũng không có quá nhiều file, đúng không? Cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể là vào xem nội dung của từng file một và copy hết. Copy nội dung và kéo về page vào file của mình để chạy thử cho nó chạy không. Được chưa? Thì đấy là cái tài nguyên chúng ta có thể truy cập. Còn kênh thứ hai là kênh YouTube rồi. Xong. Thì tôi đã giải thích qua những cái mục tiêu chúng ta cần học này. Và trong cái kỳ này, thứ nhất là OP. Thì trong OP ấy, thì chúng ta phải hiểu đối tượng là cái gì. Đối tượng khái niệm và bên cạnh đối tượng là chúng ta có class. Class là lớp, đúng không? Khái niệm là lớp. Thì trong cái đối tượng phải có thuộc tính. Thuộc tính và hành động. Chúng ta sẽ làm theo tương tác được với nó. Mỗi cái này nó đều có nhiều thứ liên quan thì chúng ta phải nhớ và học được. Cái thứ hai là tính chất. Chúng ta có bốn tính chất chính ở trong cái lập trình đối tượng. Đó là tính chất về trừu tượng. Trừu tượng, tính trừu tượng, tính kế thừa. Tính đa hình.
hoàn chỉnh tổng gói. Đó, đây là toàn bộ những cái gì chúng ta cần phải học về đối tượng. Và sau này khi bạn đi phỏng vấn, hầu hết tự động hỏi cái này và hỏi cả cái này. Cho nên PP2 là một rất là quan trọng khi mà để chúng ta bắt đầu đi làm, người ta sẽ hỏi những cái nghiệm này. Học càng nhiều bao nhiêu thì các bạn càng tốt cho cái việc các bạn đi phỏng vấn quý nhiều. Nói thật đấy, thấy chưa? Về MVC thì chúng ta có những cái gì? MVC thì chúng ta có khái niệm này, khái niệm MVC. Có cái khái niệm là vòng đời. Vòng đời của cái ứng dụng MVC ở trong cái phần mềm web của mình là vòng đời như thế này. Các bạn có thể là lên trên cái framework bây giờ của PP, các bạn search cái chữ life cycle của các bạn, nó chính là vòng đời. Thì chúng ta nắm được cái vòng đời của MVC thì gần như là tất cả các framework khác của PP thì nó cũng gần tuân theo cái vòng đời. Thì là cái này là life cycle. Life cycle. Và chúng ta sẽ có khái niệm thế nào là router. Router sẽ đi cùng đi kèm với khái niệm là chấm HTTP. Để giúp chúng ta điều hướng các website của mình. Sau đó là những cái khái niệm về controller, model và view. Đó, và nếu còn thời gian thì cái này chưa chắc chắn nhé. Nếu chúng ta học chậm quá thôi này bỏ. Nhưng mà nếu mà chúng ta học tốt thì chúng ta sẽ đến với thêm cái khái niệm là namespace và composer. Với hai cái thằng này thì chúng ta tự mình hoàn toàn có thể làm được một framework, tự mình có thể build một framework theo mô hình MVC nhỏ hoàn toàn có thể làm được. Cái này nó option rồi nhá. Nếu mà còn đủ thời gian thì tôi sẽ dạy, còn nếu không thì đành phải chấp nhận với những cái khái niệm này. Thì giờ đây là mục tiêu của cái khóa này của mình. Còn project ấy, thực ra là đấy chỉ là điểm trên lớp của các bạn thôi. Nó chỉ ảnh hưởng đến điểm của các bạn. Nhưng mà các bạn có những cái kiến thức này, nó thì nếu mà chúng ta làm lập trình thì nó sẽ đi với các bạn cả đời. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn đang làm với MVC. Với MVC nha, MVC thì các bạn có PHP dùng MVC. Java thì nó có cái gì? Spring MVC. Đây là một framework ở trong Java, nó cũng hoạt động theo mô hình MVC của mình. C sharp còn .NET ấy, thì nó có một cái MVC framework. Đó. Tất cả các ngôn ngữ thông dụng bây giờ mà thị trường cần ấy, đều bay trên MVC. Thế nên là nó cực kỳ quan trọng, đúng không? Tôi cũng được may mắn tôi làm hết phần này cái. Cả Java, cả PHP, cả .NET thì tôi làm cả rồi. Thế cho nên là tôi thấy cái MVC nó tốt, nó cực kỳ quan trọng. Cho nên là tôi muốn dạy chúng ta cái gì nào. Bây giờ xong chưa? Xóa nhá. Xóa nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái khái niệm. Đầu tiên là đối tượng. Dẹp mấy cái slide lên slide để chúng ta thi nghiệm. À để chúng ta quyết được. Tôi sẽ dạy theo cái cách mà chúng ta tôi thấy chúng ta cần chúng ta. Bạn nào nhắc lại cho tôi xem là cái PHP của chúng ta có những kiểu dữ liệu nào chúng ta cần. Kiểu dữ liệu. String. Gì đó. Cứ nói file sửa. Hả? Integer. Double. Gì đó. Array. Array. Gì nữa? Object. Đã học cái này đâu? Bây giờ nào bạn? Rồi ok, có object. Gì nữa? Float. Này cũng nhận. Bắt tê, bắt đề. Bắt tê, 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 tê. Rồi, float. Gì nữa? Đúng không? Thấy chưa? Đúng rồi, không đi. Gì nữa? Thấy chưa? Hết rồi. Đúng không? Thì ba cái thằng này nó kiểu dữ liệu về number.
nếu mà bỏ thằng này đi, bỏ thằng này đi, thì chúng ta bây giờ nhá, ví dụ như này, chúng ta muốn mô tả một cái máy tính vào trong hệ thống bằng code, có mô tả không? Kiểu dữ liệu nào giúp chúng ta mô tả cái máy tính? String. Mô tả như nào? Ví dụ như vậy. Nha. Đây là cái máy tính. Không phải. Đúng không? Không được. Ví dụ nhá, chúng ta sẽ quay trước khi nói đến cái việc mô tả này, chúng ta phải nói ngược lại, quay ngược lại đến khái niệm thế nào là đối tượng. Đối tượng cả. Nhá. Lần trước tôi có giới thiệu rồi chúng ta rồi đúng không? Đây P1 đã giới thiệu rồi đúng không? Ví dụ chúng ta làm một hệ thống là hệ thống mẹ hò đấy. Thật hấp dẫn. Đúng không? Có ứng dụng mẹ hò đấy. Có thật đấy. Và nó có một cái khái niệm tên là Cruise. Đúng không? Cruise là gì? Hả? Cái gì? Người thương. Rồi. Tôi cứ gọi là Cruise cho nghe cho nó xa. Còn kiểu người thương với lại kiểu Việt Nam hóa rồi thì nó cứ chuối chuối rồi thì đúng không? Rồi chúng ta có một cái đối tượng Cruise. Thì để kiếm được một Cruise thì chúng ta phải biết nó tên là gì đúng không? Nó người nước nào, cân nặng bao nhiêu, giới tính là gì, đúng không? Ví dụ như bạn tên là gì nhỉ? Nguyên bố tên là bạn gì, bạn quen Hảo. Hảo. Thằng Hảo sử dụng cái app Cruise của tôi. Ví dụ của lớp mình làm với nhau đây, đúng không? Thằng Hảo này kiếm, bắt đầu là tôi chưa có ý đâu, tôi muốn kiếm Cruise. Sau tự nhiên app đang chạy, chuyển, có nghĩa là đóng cái nút tìm phát, bật ngay cái bảng giá. Hai thằng này có yêu nhau được không? Được chứ. Nếu mà thằng Giáp này nó nhập vào một cái yêu cầu là cái người yêu của nó giới tính là nào, sống ở Hà Nội, học Poly, đúng không? Mà thằng Giáp này nó chẳng ai nó đăng ký một cái tài khoản mà nó đáp ứng được cái yêu cầu đấy, tất nhiên app sẽ bật ra cho chúng mình thôi, đúng không? Thì những cái thứ mà thằng Hảo yêu cầu ấy cho cái đứa Cruise đấy, thứ nhất là cái gì, tên này, tuổi này, giới tính này, đúng không? Ví dụ rồi thì mà hair color này, cái là gì không? Màu tóc. Nếu mà chúng ta chuyển cái đối tượng này thì động vật ấy thì nó gọi là màu lông, đúng không? Thì màu tóc này. Rồi thì cái gì nữa, học vấn này, được chưa? Chiều cao này, cân nặng này, đúng không? Số đo ba bằng này, được chưa? Thì cái này, toàn bộ những cái thứ này, người ta gọi chung nó là một cái gì? Khái niệm là thuộc tính, được chưa? Khái niệm là thuộc tính. Thế bây giờ Cruise nó là gì ạ? Thuộc tính của Cruise nó là như nào? Sao? Tôi giàu. Không cần biết giới tính là gì đúng không? Cứ giàu là được. Mong muốn là gì? Anh em tôi up lên YouTube kiểu gì nó có người xem. Hả? À, cao. Hả? Người mà hơi mập. Hơi mập. Tóc dài. Tóc dài. Thế thôi hả? Mà AC, bạn đâu của Việt Nam về ông tóc dài. Được chưa? Đấy, thì một cái đối tượng thì phải bao gồm được những cái thuộc tính của nó. Ví dụ như cái bàn này, thuộc tính của nó là gì? Các bạn thử nghĩ cho tôi xem thuộc tính của cái bàn này là gì? Màu, chính xác. Tôi chỉ nói chính xác hay không thôi nhé. Màu, chất liệu, giá cả, thực sự là giá thôi chứ không cả. Đi nữa, hình dạng, được, chiều dài, chiều rộng, cân nặng. Đi nữa, chất liệu nó rồi, đúng không? Giá tải, cân nặng,
đi nữa. Còn một thứ rất là quan trọng mà. Còn gì nữa? Có một cái thứ rất là quan trọng. Thấy không biết để ngồi. Nhà sản xuất. Đúng không? Xuất xứ ở đâu? Made in, các bạn có nhìn thấy cái sản phẩm không có made in ở đâu, trừ những sản phẩm chúng ta tự làm tay nào. Cứ đem bán là phải có xuất xứ đúng không? Thậm chí là xuất xứ ở nước nào, xuất xứ do nhà sản xuất nào. Đúng không? Thì cái đấy rất là quan trọng. Ok, nói chung là chúng ta tạm thời biết xác định thuộc tính vậy. Bây giờ lấy cái ví dụ nữa nhá. Mô tả với cái thùng rác. Thật, nói thật đấy. Mô tả với cái thùng rác. Để tôi về thùng rác một sớm lớp. Đây, mô tả của thùng rác này. 9 luôn. Tất nhiên chỉ cân nặng chỉ áp dụng cho động vật trọng lượng, còn những cái đồ vật thì người ta gọi là trọng lượng, hiểu chưa? Nếu mà đồ ăn thức uống thì nó còn có cái trọng lượng đinh, đúng không? Hiểu chưa? Tiếp tục cái gì? Đó, chắc chắn luôn. Nghe anh em không được là tôi bắt mọi người đi là đi một hệ đăng lên xem nó bắt đầu gì ạ. Chủ đầu có chứa thuộc tính nào là thuộc tính có chứa, thuộc tính nào có chứa đối tượng khác. Ừ. Chẳng có thuộc tính nào ạ? Đi không? Nè. Thế rồi là quá bổ sung không? Chưa đủ dung tích chứa, phải biết nó chứa bao nhiêu rác chứ. Có cái thùng đã gọi là thùng thì nó phải chứa được cái gì đấy, phải biết nó chứa bao nhiêu thì nhét cái bàn xuống đây được, đúng không? Xong chưa? Rồi đi cái thùng rác đi. Trả lời gì nữa? Được chưa? Đấy là về cụm tính của đối tượng này. Rồi. Tiếp theo, lại quay về con Carus này. Được chưa? Carus này nó là con người đúng không? Chẳng nhẽ chúng ta ở đây yêu động vật. Không được đúng không? Thì chúng ta cái Carus này đã là động vật rồi, kể cả sinh vật nó cũng có cái thứ gọi là hành động. Hành động. Đúng không? Ông trí có hành động gì? Ông có khác gì không ạ? Đúng luôn gì nữa? Có là chuẩn bị ăn ngủ nghỉ. À, rồi cái đấy khác rồi. Gì đó? À, đúng không biết không hành động? Nói cũng không hành động. Được chưa? Rồi. Cái này mô tả là một người hành động của lúc số không muốn. Nhưng có những hành động cũng phải ăn đủ. Hành động của lúc số là gì? Tiếp nào.
dụng. Được. Ôi, mày xoa. Thế không phải đưa của anh không thẳng. Rồi, được chưa? Thì một cái đối tượng để chúng ta mô tả ở trong hệ thống thì chúng ta phải diễn tả được cái các cái thuộc tính và các cái hành động của một cái đối tượng khi mà đưa vào hệ thống, đúng không? Thì thuộc tính thì chúng ta có thể là sử dụng biến để mô tả thuộc tính này, bởi vì biến nó sẽ mang giá trị, đúng không? Và thuộc tính của chúng ta, đặc tính của nó là gì? Chỉ chứa những cái giá trị mà thôi, đúng không? Ví dụ chúng ta có thuộc tính là độ dài tóc là 1m7, đúng không? Đấy, thì đấy là đơn vị cái thuộc tính là độ dài tóc thì nó sẽ mang giá trị là 1m7, đúng không? Cân nặng, đúng không? Nó cũng chỉ mang giá trị là 90 cân, đúng không? Đó, thì đấy là các cái biến nằm trong một đối tượng chúng ta có thể là đưa nó thành thuộc tính nào, xong chưa? Tiếp theo các hành động của đối tượng. Thì hành động này chúng ta có thể mô tả là khoảng hàm. Các cái hàm nằm trong một đối tượng thì đấy nó sẽ là giúp ta mô tả các cái hành động đó. Được chưa? Ví dụ nhá. Ví dụ một. Mày ngủ cả sáng rồi trên sáng này. Thì đã tối dậy từ sáng rồi. Rồi tiếp này. Bây giờ nhá. Ví dụ bạn tên là gì? Tuấn Anh. Rồi. Tuấn Anh có cái thuộc tính tên là nhục. Level nhục của Tuấn Anh là 100. Tức là chưa đi nhục. Còn càng thấp thì chúng ta là cảm thấy nhục, đúng không? Đến không là chúng ta không biết nhục là gì nữa rồi. Bây giờ rồi. Bây giờ Tuấn Anh bị thằng ngồi bên cạnh nó đấm cho phát. Có thấy nhục không? Chưa đủ lắm, tức là quá tác động rồi, đúng không? Tức là hành động diễn ra là ăn đấm, đúng không? Hành động diễn ra với mình là ăn đấm, nhưng mà mình thấy chưa đủ lắm, đúng không? Nhưng mà nó không tác động chẳng đến độ nhục của mình, đúng không? Nó có tính hơi giảm giảm thì bây giờ cái độ nhục sau khi ăn đấm thì nó sẽ khoảng 99, tức là mình có thể ăn nữa, rất là kiểu ăn nữa, đúng không? Thì là cái hàm này tương đương với hành động, đúng không? Bây giờ cái hàm này tương đương với hành động, sau khi cái hành động để xảy ra nó tác động đến thuộc tính của này, đúng không? Thì hàm nó gọi là xảy ra. Khi một hành động xảy ra nó sẽ tác động đến một cái thuộc tính. Thực ra nó cũng là giá trị của thuộc tính của bản thân mình, đúng không? Bây giờ chúng mình phải thấy là quân, đúng không? Quân đấm nó có gì đau tay, đấm thử đi. Thế quân gây ra một hành động. Tức là bây giờ tôi chỉ nói đến Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh là nhập một hành động là ăn đấm, đúng không? Nhưng mà vừa gây ra cái việc ảnh hưởng đến cái thuộc tính của chính bản thân quân là thí dụ. Nhưng mà ở bên nhập Tuấn Anh thì quân là người gây ra cái hành động đấy. Nhưng mà quân cũng cảm thấy là đau tay, đúng không? Tức là ngoài ảnh hưởng đến giá trị của chính nó, của chính đối tượng ra, object nhé, là đối tượng này, của chính đối tượng và có thể ảnh hưởng đến giá trị của đối tượng khác, đúng không? Có thể ảnh hưởng đến các giá trị của đối tượng khác. Hay thực thi một hành động của một đối tượng khác. Chưa? Bởi vì sao? Bây giờ thử nhá. Chúng ta có một cái bát ở trên bàn này. Chúng ta vô tình chúng ta đi qua, chúng ta quẹt vào thì là sẽ ảnh hưởng đến cái thuộc tính là túi tiền của mình, cái bộ bát mới,
đúng không? Nhưng mà chính bản thân cái đối tượng đấy nó lại xảy ra cái hành động là rơi, đúng không? Do chúng ta gây ra hành động là quệ thì cái bát này nó sẽ có nhận được một cái hành động tương ứng là rơi xuống, và nó ảnh hưởng đến cái hình dạng của bát đấy, đúng chưa? Thì là một hành động xảy ra nó có thể tác động đến các giá trị của chính bản thân đối tượng, và tác động đến các cái có thể gây ra một hành động của một đối tượng khác, đúng chưa? Đó, thì đấy là cái khái niệm về đối tượng. Thì đây là cái khái niệm về đối tượng nhá. Thì chúng ta ở trong lập trình cơ bản thì chúng ta có những kiểu dữ liệu như này. Nếu mà chúng ta chưa học object thì chúng ta không có bất kỳ một kiểu dữ liệu nào ở trên đây có thể giúp chúng ta mô phỏng một đối tượng được, đúng không? Kể cả mạng và cái thứ gần đối tượng nhất, nó cùng là chỉ mô tả được các cái thuộc tính mà thôi, nó không thể mô tả được các cái hành động. Đúng, làm sao mà đưa được function vào trong mạng, đúng không? Thế cho nên là người ta không đủ khả năng để mô tả lại một đối tượng thì người ta phải tạo ra, phải chủ động tạo ra một cái kiểu dữ liệu mới do chính mình định nghĩa ra, chính lập trình viên định nghĩa ra, và cái kiểu dữ liệu mới đấy người ta gọi là lớp hay gọi là class. Được chưa? Mất mẹ nửa tiếng đồng hồ chỉ để giải thích cái đối tượng. Được chưa? Rồi, thì bây giờ cú pháp của chúng ta sẽ làm như nào? Đây tôi sẽ tạo ra, tôi xóa cái file này đi. Xóa file này đi. Tôi tạo ra một cái lớp mới cho chúng ta. Cái lớp mới này, thường thường ấy, các bạn lưu ý này. Thường thường khi mà, à thôi được rồi, khi đấy tí sẽ giải thích xong. Tôi sẽ tạo ra một cái file là index.php nhé. Rồi, ở trong này tôi code php này. Bây giờ tôi tạo ra một cái lớp cho chúng ta này. Bây giờ chúng ta mô tả là lớp con chó. Bây giờ chúng ta có class tên đối tượng này. Đó. Đúng không? Sau đó chúng ta đóng mở ngoặc nhỏ. Thì đây là cái đóng mở ngoặc nhỏ, các bạn nhớ rồi. Cái đóng mở ngoặc nhỏ này này, nó là cái phạm vi chúng ta có thể định nghĩa ra cái đối tượng đấy. Bây giờ đây là phạm vi nhá. Viết ra ngoài thì nó không cần phải kể các bạn biết biến. Nếu các bạn biết biến ở trong này thì nó sẽ trở thành thuộc tính của đối tượng. Nếu các bạn biết hàm trong này, nó sẽ trở thành hành động của đối tượng. Được chưa? Nhưng mà nếu chúng ta biết biến được cái hàm ở ngoài và dưới ngoặc này thì nó không phải thuộc về đối tượng đấy nữa. Được chưa? Ví dụ như con chó này tôi sẽ có là tên, là chúng ta có va nhá. Cái này hơi giống JavaScript. Va đúng không? $name. Được chưa? Tên, cái thuộc tính là tên của con chó. Tiếp theo này, chúng ta đã có tên thì sẽ phải có tuổi đúng không? Và tuổi của con chó. Nhầm, xin lỗi. Đây phải đô la. Quen tay JavaScript ấy. Tiếp theo, và đô la hair color là màu lông của con chó. Được chưa? Dừng lại đây đã. Chúng ta chạy đi đã. Coi nhá. Chúng ta có varam. Varam là lấy ra cả kiểu dữ liệu và giá trị đúng không? Varam, tôi sẽ có một cái biến ở trên là biến dog đi. À, đây là cậu vàng. Cậu vàng bằng xxx. Rồi. Đến đây tôi sẽ hiển varam ra cái giá trị của cái biến cậu vàng. Xong, bây giờ chúng ta chạy thực thi cái này xem nó ra cái gì. Localhost sược cái gì ta? PT12311 trừ PT2 sược L01 à, PP2, xin lỗi. Được chưa? Kiểu dữ liệu ở đây là gì? String, giá trị là xxx đúng không? Được chưa? Bây giờ tôi sẽ sử dụng, tôi định nghĩa ra cái biến này, cái biến cộng vàng này là một kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu của biến cộng vàng này là kiểu dữ liệu con chó. Được chưa? Thì ở đây tôi sẽ viết là bằng như này. New dog, đóng mở ngoặc, xong. Nhìn rõ cú pháp nhá. Chúng ta sẽ dùng cái này nhiều đấy. New dog này, xong chưa? Bây giờ có gì? Sau đó nhìn thấy cái giá trị của nó, nhìn kiểu dữ liệu này, xem cái ba năm này, xem kiểu dữ liệu trước, sau đó mới xem cái thuộc tính. Được chưa?
ở đây là thuộc kiểu dữ liệu là object. Kiểu object là con. Cái này là đối tượng thuộc lớp con chó. Con chó này có tên là nu, có tuổi là nu, có màu lông cũng nu luôn và chúng ta chưa xét cho nó cái gì cả. Xong chưa? Rồi. Bây giờ tôi sẽ gán giá trị cho một thuộc tính. Ví dụ tôi gán tên cho con chó này này. Thì tôi gán tên bằng cách cậu vàng mũi tên. Nhớ nhá, cái mũi tên và không viết dấu cách gì ở đây đâu nhá. Nhiều ông là viết kiểu này này. Không, bỏ đi, chỉ viết như này thôi là được rồi, thấy chưa? Đây là name bằng cậu vàng mở ngoặc đệ lão hạt. Được chưa? Bây giờ chúng ta va đăng tiếp này. Được chưa? Đây là gán giá trị cho một thuộc tính của đối tượng này. Xong chưa? Được chưa? Phép gán thì là vẫn là số bảng. Nhưng mà gán cho thuộc tính thì chúng ta mũi tên. Mình mũi tên. Xong chưa? Rồi. Thế bây giờ gán xong rồi. Bây giờ lấy. Tôi chỉ muốn lấy mỗi cái tên của con chó này ra thôi. Tôi không muốn lấy cái gì khác. Thì tôi có là cậu vàng trỏ đến name. Đúng chưa? Được chưa? Lấy ra mỗi cái tên thôi. Và cái tên này nó là kiểu dữ liệu là stream. Thì nó có những stream này trước. Giá trị là cậu vàng đóng mở ngoặc để bảo hạn. Xong chưa? Đó, đấy là cái việc chúng ta tiến hành. Tiến hành gì? Truy cập. Nó gọi là truy cập vào một cái thuộc tính của đối tượng. Xong chưa? Như nhỉ? Bây giờ tôi muốn gán lại tuổi cho con vàng này ra. Tôi muốn gán lại tuổi cho con chó vàng này ra. Tôi gán cho nó 3 tuổi đi. Đô la cậu vàng trỏ đến H bằng mấy? 3. Được chưa? Bây giờ tôi lại va đam ra cái cậu vàng thôi. Đúng 3. Xong chưa? Rồi, ok. Thế là chúng ta đã tương tác được với kiểu dữ liệu của một đối tượng. À, thuộc tính của đối tượng. Được chưa? Tiếp tục này. Cậu vàng. Được chưa? Trò đến quê quán bằng vũ đạo. Tôi cứ chém thế, ai biết ở đâu. Bây giờ có ra cái gì không? Bị xong không? Coi nhá. Chẳng biết cái gì. Nó ra đây. Ai? Ai bảo không định nghĩa trước thì không biết được. Đó là chuyện bình thường. Vì sao? Cái này rất đặc biệt. Đây là gì? Giải thích cho lý do vì sao chúng ta làm cái này nhỉ? Nếu các bạn mà code giống như tôi vừa rồi ở trong code Java, trong code C#, thì đúng là báo lỗi thật luôn. Nhưng mà với code PHP, code CS, code chẳng nhớ là những cái loại code mà liên quan đến khái niệm được gọi là code thông dịch, thì chúng ta được phép làm. Như tôi vừa làm. Nhưng mà những cái code như thế này, hoặc là C cộng cộng, ngôn ngữ này ta gọi chung với tên là ngôn ngữ biên dịch, thì các bạn không làm được như vậy. Vì sao? Ngôn ngữ biên dịch nó có đặc điểm như sau. Hành động thứ nhất là chúng ta tiến hành code. Hành động thứ hai là chúng ta tiến hành biên dịch. Hành động thứ ba là chúng ta triển khai là đi triển khai lên server chạy. Được chưa? Thì cái biên dịch này, bởi vì nó có cái bước này là nó phải dịch
lại toàn bộ code của hệ thống xem là có bị sai logic ở đâu không. Rồi nó mới tiến hành là nó dịch ra một cái file nó gần với một máy để cho nó chạy được máy, máy tính kiểu được. Thấy chưa? Nó cũng cổ, nhưng cái này là xong, nhưng cái này là xong cũng tiện. Thấy chưa? Thì ở đây nó là nó phải kiểm tra xem cái đối tượng của chúng ta có đúng cái thuộc tính hay không, thì nó mới được phép gán là gì và lấy giá trị của tính dạng. Thấy chưa? Đây là một cái khó khăn và một cái điểm yếu của nó. Tuy nhiên cái thằng ngôn ngữ biên dịch này nó chạy nhanh hơn so với cái ngôn ngữ thuộc tính rất nhiều lần. Ví dụ như Java nó nhanh hơn PHP của chúng ta đến 4 đến 5 lần. Chuyện bình thường. Vì sao? Giống như các bạn là bây giờ nhá, tôi là người Việt Nam, bạn là người Kiển, là người nước Lào, đúng không? Đúng chưa? Bây giờ này, để do hai thằng giao tiếp được với nhau thì cách sử dụng phiên dịch là gì? Tôi nói ra với thằng phiên dịch, sau đó là nó chuyển qua ngôn ngữ Lào và chuyển lại, đúng không? Và cái việc công trình này, cái logic nó như này, nó chạy đến dòng code nào, nó chạy trên dưới đâu, code nào biết trước chạy trước, code nào biết sau chạy sau, thì nó chạy đến dòng nào nó bắt đầu nó dịch thẳng ra đến đây, đúng không? So với việc là tôi phải đi để nói chuyện với thằng Kiệt, tôi phải đi tôi học một bài bên nào, sau đó tôi quay lại, tôi mới nói chuyện tiếp với nó, đúng không? Hoặc là hai thằng cùng phải đi học một ngôn ngữ chung, sau đó mới nói chuyện với nhau. Đúng không? Thì cách này nó sẽ mất thời gian hơn và học lâu và sử dụng chậm hơn. Được chưa? Dịch cốt đến đọc, cốt đến đâu, dịch đến đấy. Nhưng mà các bạn phải có điểm động. Đó là khi chúng ta sử dụng object thì nó có đủ khả năng để đến lúc đó tôi cần thuộc tính gì, tôi tạo ra thuộc tính đấy thoải mái. Kể cả ở trong cái lớp này này, cái lớp con chó này, tôi chẳng có cái thuộc tính gì, tôi comment hết vào. Ở đây tôi vẫn chạy được bình thường, đúng không? Đấy là cái lợi của ngôn ngữ thông dịch của chúng ta. Nhưng mà đừng nói à, nó nhanh hơn, đừng nghĩ nó nhanh hơn, nhưng mà con người không cảm nhận được đâu. Con người không cảm nhận được, trừ khi đó là hệ thống cực kỳ lớn thì chúng ta mới cảm nhận được. Chứ còn nếu mà hệ thống nhỏ thì chẳng ai biết là nó nhanh hơn bao nhiêu. Rồi, đấy là cái đặc điểm của cái viên cái đấy là cái đặc điểm của cái thông tin ở trong đối tượng nhá. Bây giờ đến cái hành động này. Đây tôi định nghĩa ra các hành động này thì phải định nghĩa thì mới dùng được, chứ không định nghĩa là không dùng được đâu. Chúng ta có hành động như sau. Hành động là gì? Function. Đây là ăn. Đây là hành động đấy. Được chưa? Khi mà con chó ăn, sau khi ăn xong, nó sẽ kêu là no quá. Đúng nhá? Thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Echo ra là một cái string là no quá. Xong, đây là cậu vàng, nhà vũ đại, làng vũ đại, được chưa? Cậu ấy thực hiện cái hành động là ăn. Thì chúng ta có cái cách truy cập, thực thi nhá. Đây gọi là thực thi một cái hành động. Thì là trỏ đến, ăn, đóng mở ngoặc như thế này. Đây gọi là thực thi một hành động. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có gì? Chạy cái này có gì? No quá. Xong chưa? Thực thi cái code ở phía trong này. Đúng chưa nhỉ? Đấy là cách thực thi. Đây là cách thực thi một cái hành động của một đối tượng. Đúng chưa nhỉ? Tiếp nhá. Kể mà các bạn có máy thì tôi bắt các bạn làm bài tập thì nó sẽ tốt hơn. Tiếp theo này, bây giờ tôi chứng minh một điều là khi mà con chó này ăn nó tự động nó tăng cân lên. Coi nhá. Tôi sẽ có một thuộc tính là ở đây là var weight. Var weight này. Thấy chưa? Khi mà nó ăn thì sao? Chúng ta có con chó là cậu vàng, cậu đen là hai con vật là cùng thuộc cái lớp của con chó, đúng không? Được chưa? Thì bây giờ tôi cho con vàng ăn. Bây giờ tôi cho con vàng ăn thì đứa nào tăng cân? Con vàng tăng cân, đúng không?
Thì cái con vàng ở trong cái hành động ấy, chúng ta đặt là this weight cộng cộng lên. Được chưa? Ví dụ weight này tôi đặt bằng giá trị khởi tạo bằng 0 này. Bạn coi nhé. Varam của cái cậu vàng. Tôi varam hai lần, một lần trước là trước, một lần là trước khi ăn và một lần là sau khi ăn. Được chưa? Bây giờ chúng ta coi này. Ôi giời. Từ từ bình tĩnh. Ở đây chúng va là chủ yếu này. Quét đâu? Đấy. Nhìn quét chưa? Quét ở trên bằng mấy? Không. Quét ở dưới là sau khi ăn thì nó bằng mấy? 1. Bây giờ tôi chứng minh là của thằng nào thằng ấy tự tăng này. Được chưa? Cốt của hàm của cái lớp con chó này vẫn giữ nhá. Bây giờ này, tôi tạo ra một cậu nữa. Đô la cậu đen bằng new con chó new dog. Bây giờ tôi sẽ có cậu đen này có tên bằng cậu đen. Xong. Bây giờ cậu đen này có cái cân nặng weight bằng 10 cân. Bây giờ cậu đen này không ăn. À quên nhầm. Cậu đen tôi va đâm này, sau tôi lại copy paste lại cái đoạn này. Cậu đen cũng ăn. Được chưa? Xếp xuống bây giờ chúng ta coi. Cậu vàng sau khi ăn từ 0 lên 1. Cậu đen sau khi ăn từ 10 lên. Xin lỗi. Đây, ông đen là ông dòng này. Được chưa? Ông đen là ông cái dòng của ngôi đen. Được chưa? Thì có gì? Ông đen này lúc đầu mới nặng 10 cân. Ông ăn xong tự động tăng lên 1 cân là 11 cân. Chẳng ảnh hưởng đến ông bà cả. Đúng không? Xong chưa? Đó là cái chứng minh một điều là của thằng nào thằng ấy tự tương tác với nó. Và chúng ta thấy này, ở đây chúng ta dùng từ gì? This là chính bản thân nó. Thì ví dụ chúng ta đều là this chọn weight, nhưng mà weight của con vàng nó là không, weight của con đen nó là 10. Đúng không? Đấy là chính là những cái thuộc tính và cái giá trị thuộc tính của chính cái đối tượng được tác động bởi hành động ăn. Con nào ăn thì con đi béo. Được chưa? Thuộc tính this. Không nhỉ? Đấy là về cái đối tượng của chúng ta. Đấy, thế là hết bài rồi. Nội dung hôm nay tôi chỉ muốn đưa cho các bạn là chỉ muốn đơn giản như này thôi. Tất nhiên, nó vẫn còn một tỷ thứ nữa. Trong đối tượng nó còn nhiều lắm, chứ không chỉ đơn giản như này đâu. Thấy chưa? Cứ thấm đi đã, xong rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Xong rồi nào, chúng ta nói chuyện tiếp. Mà trên quay. Là có hiểu không? Về nhà cốt lại đi nha, xem lại và cốt lại những cái đối tượng tương tự, ví dụ như kiểu chúng ta có thể mô tả này. Đằng nào chúng ta cũng phải làm bài assignment là về một trang ý tưởng, đúng không? Thứ nhất thiết kế là nghĩ ra cái chức năng của cái đối tượng, của cái bài toán của cái trang ý tưởng này. Sau đó thiết kế cơ sở của cái tin thiết kế cơ sở dữ liệu của cái trang ý tưởng này, đúng chưa? Và chúng ta hãy để chúng ta xem mỗi một cái bảng ở trong đối tượng ở trong cái database đấy, nó chính là một đối tượng. Nghĩ vào đây. Nó chính là một đối tượng. Đúng chưa? Thử nhá. Trong cái phần trang trí tức nó có những cái gì? Người dùng. Đúng không? Người vào để quản lý tiếp bước cái bài, xóa bài, sửa bài chứ. Đúng không? Rồi có gì nữa? Danh mục.
bài viết, đúng không? Ảnh. Đây những cái cơ bản, cứ gọi là cái cơ bản thế nào, đúng không? Tương ứng với những cái này, chúng ta cũng có những cái đối tượng tương ứng của chính của mình. Chính xác không? Những cái tham gia vào hệ thống thì thực ra chúng ta mô tả những cái đối tượng sẽ join vào đây. Và chúng ta tiến hành, một là đưa ra nó là thành bảng của sản phẩm, hai là đưa thành object trên của PHP chúng ta chuẩn dịch. Xong chưa? Thì về nhà thử đi, luyện đi. Xong chưa? Tiếp tục này. Đến bây giờ các bạn đã hiểu ra cái PDO là cái gì chưa? Đợt trước có cái biến là Mola con bằng new PDO á. Nó mở ngoặc cái gì trong này này? Hiểu ra cái gì chưa? Được chưa? Nó chính là một đối tượng của cái PDO viết tắt từ PHP Data Object. Cái đối tượng phải giúp chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu. Xong chưa? Tiếp tục nhá. Còn phần nữa. Phần chính là xong rồi, món chính là xong rồi, bây giờ trắng miệng này. Đây trắng miệng này. Bây giờ chúng ta coi xem tôi làm cái gì nhá. Đây là hai dấu gạch dưới nhá. Các bạn lưu ý cho tôi, đây là hai dấu gạch dưới này. Chứ không phải một đâu nhá, hai dấu gạch dưới. Được chưa? Xem nó như nào nhá. Các bạn để ý này, tôi va đâm có 2 lần thôi. Có gì thấy gì? Có thấy cái đoạn tôi là con chó không? Ờ. Rồi sao? Nó xuất hiện trước khi hay sau khi va đâm? Trước khi va đâm đúng không? Ờ. Thế ý nghĩa là gì? Đúng rồi, nó xuất hiện khi chúng ta new. Nó xuất hiện khi chúng ta new object. Đúng không? Cái hàm này người ta gọi là hàm khởi tạo. Nghe không? Hàm khởi tạo là cái hàm sẽ xuất hiện ngay khi chúng ta new. Khi chúng ta new một đối tượng thì cái đối tượng, nếu cái đối tượng này có hàm khởi tạo thì code nằm trong hàm khởi tạo sẽ được chạy. Xong chưa? Rồi, bây giờ tiếp tục này. Đây là input name. Thấy chưa? Tôi gắn cho nó là những cái hàm này là hàm những cái sản những cái biến này, những cái biến optional. Tôi để bằng null. Sau đó chúng ta có this, chọn đến name. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta coi nhá. Tôi xóa cái này đi. Xong chưa? Con đen này thì vẫn giữ nguyên. Có gì? Con vàng này. Tên là cậu vàng luôn.
tuổi bằng 3, màu lông không có, quê ở nhầm, đây là màu vàng, yellow, màu vàng. Đây ông này có màu lông là màu vàng, được chưa? Chúng ta phải gán lại từng giá trị đấy không? Không. Bây giờ ông đen luôn này, cậu đen, tuổi là 4, màu lông là màu đen. Tôi bỏ name đi, giữ weight lại. Gì? Ông vàng nó giữ nguyên này, tên là cậu vàng này, tuổi là 3 này, màu lông là màu đen này, à màu vàng này. Ông dưới là ông cậu đen này, thì có cân nặng 11 cân này, tên là cậu đen này, tuổi 4 này, lông màu đen. Được chưa? Đây là ứng dụng, một trong những ứng dụng của hàm khởi tạo. Được chưa? Chúng ta gán thẳng luôn, tất nhiên là chúng ta phải code cái này, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể gán thẳng cho cái đối tượng ấy những cái giá trị là những cái thuộc tính của đối tượng ngay khi new ra. Được chưa? Thắc mắc gì không? Thắc mắc sau này thì sau này sẽ là cái trang show sản phẩm của sinh viên của mình, sinh viên trường mình. Một mình tôi làm. Đây, đang mềm. Đây gallery ảnh. Đây tôi chưa chọn được những cái ảnh đẹp của tôi up lên, tôi lấy ảnh gốc, ảnh linh tinh mà. Đấy. Thế nào? Đây à? Cái này là dùng Carolus, dùng JavaScript. JavaScript hả? Không. Thế à? Đây tìm kiếm đây. Cây. Sẽ ra những cái sản phẩm liên quan đến chữ cây. Nhà sắp xếp theo video. Đây nó sẽ ra những cái bài là video. Video thì nó sẽ có cái hình máy quay ở dưới. Còn sắp xếp theo sản phẩm. Đây là những cái sản phẩm của bên web của mình ấy. Bên web thì mình sẽ có cái đường link ở đây. Nhá. Rồi thì gallery đây cho bên đồ họa. Thì bên đồ họa họ sẽ có cái hình bức tranh ở dưới. Đây là các cái ngành. Đây là trường mình có bằng này ngành, bằng này ngành. Đây là các môn của ngành ấy. Được chưa? Đấy. Thì là sẽ làm. Còn đây là trong quản trị này.
Nếu tôi đưa lên host tôi vẫn chưa config lại một vài cái nên là hơi còn lỗi tí. Đây học kỳ này, sản phẩm này, sinh viên này, môn học này. Đấy, có thể tìm kiếm ngay. Đây là web. Đấy, những cái môn nào liên quan đến chữ web thì nó sẽ bật ra. Web, wow. Sửa thông tin này. Đấy. Sửa thông tin, cancel thì về trang quản trị, đâu rồi? Đây là cái ấy này, đây là cái editor. Tôi viết ở đây, cái này hơi nhỏ, chắc là phải sửa lại tí. Tôi làm cái này trong 2 tuần, vẫn chưa xong thì còn tí nữa. Hả? Hả? 2 tuần nhưng chỉ code buổi tối. Cái ban ngày làm gì có thời gian mà code. Đấy cũng là MVC đấy. MVC nhưng mà dùng framework Laravel. Mấy nơi chúng ta sẽ được học. Xong chưa? Thì nãy giờ chúng ta trải qua những cái khái niệm. Thứ nhất là khái niệm về đối tượng này, tạo ra đối tượng này, đúng không? Rồi thì sử dụng đối tượng này và phải tải. Được cái này ứng dụng gì trong cái cơ chế? Thử nhá, thử nói em nhé. Web của chúng ta PP cuối cùng nó là cái gì? Tương tác với cơ sở dữ liệu và đổ ra màn hình cái dữ liệu động, đúng không? Cuối cùng nó chỉ là thế thôi, đúng không? Đây cho xem. Chúng ta có database. Đâu cái đây. Tôi có tạo cho lớp PT12312 một cái database và có bảng user là gồm có thông tin như này, đúng không? Bây giờ tôi dùng đối tượng để lấy ra dữ liệu cho các bạn nhé. Đây, tôi sẽ có một cái lớp new file, đây là lớp user.php. Đây là một đối tượng, đúng không? Đối tượng này sẽ đại diện cho cái bảng user ở trong cơ sở dữ liệu. Không nhỉ? Class user construct. Mấy nhỉ? 12312. Xong. Đây tôi sẽ có hàm như sau. Get on thì tôi sẽ có là SQL. Rồi, ở index này tôi sẽ sử dụng cái lớp đấy. Tôi comment bớt cái chỗ này vào nhé.
invalid data sược name root server name bằng 127.0.1 db name. Sai gì đâu ta? Để coi nào. User sai lỗi gì nhỉ? Invalid data sược name. À đây, MySQL 2 chấm. Lỗi gì nữa? À đây 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 đây. À không, không sai ở đây. Server name bằng 127.0.0.1 này. Server name đúng rồi, còn gì nữa? DB name bằng cái này. Cha set bằng cái này. Root 123. Để tôi kiểm tra lại cái kết nối của tôi xem nó là cái gì nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mà. Chờ tí. Try get vậy. No such file or directory. Prepare null. Null. Và chúng ta để tôi xem lại code xem là sai ở đâu. Code nên function prepare. Oh rồi, đây. Để tôi xem lại code của cái buổi trước tôi vừa mới code xong. Hả? À? Sao? DB name này. Không sai. Chờ tí nhá, để tôi copy lại cái này là xong. Đây. Ra rồi. Nó ra. Chúng ta xem nó ra ba cái gì. Ở đây nó trả chúng ta ba cái array đúng không? Ra ba cái array này chúng ta. Để tôi xem nó có cái pre nào. Echo.
Đây. Nó trả cho chúng ta ba cái array là ba cái object của user đúng không? Chúng ta có admin này, có root này. Ở đâu có admin này, có member này. Và ở đây chúng ta có hiếu vm học dốt gmail. Đúng không? Thì đây là chúng ta dựa vào đối tượng. Chúng ta đừng quan tâm phần này nhá. Phần này chúng ta sẽ update sau. Được chưa? Phần này là code ngầm chạy ở dưới của model của chúng ta sau. Chúng ta chỉ cần quan tâm phần này này. Đây này. Nếu có object, nếu có đối tượng, chúng ta mà sử dụng đối tượng thì chúng ta làm sao? Lấy được dữ liệu ra và thậm chí sửa xóa dữ liệu cực kỳ nhanh. Đúng không? Cực kỳ nhanh luôn. Nếu mà chúng ta làm chuẩn. Sau này thậm chí những cái object của chúng ta ấy, đây là một cái project MVC mà nó chuẩn này, để tôi coi xem. Đây. Ví dụ như cái project này. Bây giờ chúng ta có 3 model nhá. Chúng ta nhìn các cái model, cái model đại diện cho bảng category này. Có gì nhiều không? Không có gì nhiều. Bảng này có gì nhiều không? Hai dòng. Nhưng mà chúng ta xem ở đây này, base model này. Số lượng code rất lớn. Đúng không? Nhưng mà sao? Bây giờ tôi sẽ vào cái trang này nhá, bằng FreeZone đúng không? Bây giờ ở ngoài cái nơi xử lý logic này, các bạn nhìn này, đây tôi lấy ra toàn bộ nội dung ở trong cái bảng product đúng không? Lấy hết. Thì các bạn nhìn nó có mỗi một câu này thôi. Đúng một câu. Bây giờ tôi xem tìm một cái này. Tương câu này tương đương với câu lệnh là select style from product where id bằng. Câu này thực hiện lưu dữ liệu này. Thì cả update lẫn insert tôi đều thực hiện một phát như thế này. Tôi xếp xuống là xong, gắn giá trị, tôi xếp xuống một phát là xong. Câu này tôi thực hiện xóa này. Xóa tôi tìm ra select sao, xem cái object là cái gì. Sau đó chúng ta trỏ đến destroy path là xong này. Bây giờ chúng ta coi nó chạy như thế nào. Cái gì đấy? Sao lại not found nhỉ? Chờ chút, coi xem cái này nó có cái gì. Backup data base model này. Localhost 127.0.0.1. Frontend framework không có. Có dữ liệu mà. Xem not found là cái gì. À, not found là ở cái này. Custom routes. À đây. Ơ? Sao vẫn thế nhỉ? Cái project này đang có vấn đề, string sược này, xong. Custom root init này. À, không định nghĩa trang chủ. Tôi không định nghĩa trang chủ ở đây. Cái này là tôi làm API cho lớp này này. Lớp môn frontend framework. Nhầm. Ok, cái này là làm API. Đây nhá, tôi thử cái này nhá. Thấy không? Nó ra dữ liệu luôn này. Nó ra dữ liệu luôn thì mấy nữa tôi sẽ dạy các bạn làm cái này, nhưng mà chúng ta làm web, làm web view nó sẽ khác so với API, để hôm nào tôi hướng dẫn chúng ta. Nhưng mà ít ra nó đã tương tác được với cơ sở dữ liệu đúng không? Ở trong cái hàm mà
ở trong cái hàm custom root này, home controller on gate này, home controller on gate, đây on gate đây, nó lấy dữ liệu rất là nhanh, đúng không? Thì đây là ứng dụng của cái MVC và cái hướng đối tượng vào trong đấy. Để xem nào. À, còn cái gì? Để tôi xem cái nội dung hôm nay chúng ta còn có cái gì nữa không nhá. Rồi, ok. Giới thiệu qua MVC nhá. Buổi đầu thì cũng không có nhiều dữ liệu, nhiều kiến thức lắm đâu. Nên tôi sẽ giới thiệu qua thêm cái thằng MVC này nữa. MVC của chúng ta, MVC cái này là một cái mô hình phát triển website hoặc là phần mềm cũng được để dùng cả, nó là mô hình thôi. Vậy chúng ta so sánh. Nếu mà không có MVC và có MVC nó khác nhau như thế nào? Thứ nhất, chúng ta so sánh cái cấu trúc thư mục. Cấu trúc thư mục thì ví dụ như ngày xưa các bạn làm cái PP1 đấy, chúng ta làm PP1 đúng không? Thì cái cấu trúc thư mục của chúng ta sẽ là homepage.php đây là chủ đúng không? Rồi thì là detail.php đây là app này, đây là project. Đây là các thư mục nào là các cái file nằm trong detail này. Các cái file khác không bao. Sau đó chúng ta có cái thư mục là admin ở trong này. Và đây là dashboard.php. Rồi thì là product .php này đúng không? Kiểu làm dạng như này đúng không? Thế là làm web theo kiểu nông dân, kiểu ngày xưa. Thế nhưng mà với MVC chúng ta có cái gì? Vẫn là project. Bao bài có lợi lên xe bóng này. Chúng ta sẽ có thêm như này. Thư mục controller, thư mục model, thư mục view và có một cái file là file index.php, một cái file là file asset. Nó chỉ có như này thôi. Kể cả admin hay cái gì đấy đều chỉ có như này, kể cả quản trị lẫn ngoài play cũng chỉ có như thế này, không khác gì hơn. Bây giờ tôi so sánh cái hiệu suất nó làm việc này nó dễ dùng hơn thành công nhận. Bây giờ này, trong một website của chúng ta có khoảng 500 màn hình, cái chuyện bình thường có đấy, có khoảng 500 màn hình thì chúng ta làm là 500 cái trang này đúng không? Sau đấy sửa một trang thì tìm cái trang kia bằng hàng chục em ạ, tìm file này bằng cách này trong 500 cái file. Sau thậm chí sau này chúng ta có nhiều module ngoài admin là chúng ta có con dot này gì đấy hoặc vài chục cái module nữa. Chưa tìm một cái file để xử lý đấy thì tìm bằng cách này. Thế là các bạn làm rồi các bạn còn có khả năng làm, còn có khả năng tìm được. Thế nhớ, ngày mai các bạn ra luật, đang làm ra luật, xe tông. Thế vậy thì người khác làm được gì? Đúng không? Trong quản trị dự án là phải quản trị rủi ro. Chứ còn gì nữa? Cái người khác làm sao biết được cái luồng dữ liệu của bạn đi như nào, là bây giờ công việc yêu cầu là phải thêm chức năng mới hoặc là sửa chức năng cũ thì tìm kiểu gì, mở ra một kiểu gì chịu đúng không? Làm kiểu công cụ này rủi ro cực kỳ cao trong việc quản trị, không quản lý được. Thế vậy thì với cái MVC này thì quản lý kiểu gì? Cái MVC này bao giờ cũng sẽ đi theo đúng một cái luồng logic, đó là URL là cái gì, ví dụ sửa hay là homepage này. Như này là detail này, sở như này là detail này,
Và tất cả những URL này nó được quy định hết ở trong một cái phần root. Ví dụ như trong project sắp tới tôi sẽ hướng dẫn các bạn để root ở trong cái file index này. Đây là cái chỗ đều hướng. Nó sẽ dùng switch key để phân tích những cái URL, cái nào là serve, cái nào là detail. Thì ở đây là cái bắt đầu một phân tích ra switch key mà sau đó nó sẽ gọi đến một cái hàm và một cái file nằm một cái lớp nằm trong controller này, đây là bước 2. Thấy chưa? Sau đó controller nếu mà muốn tương tác với cơ sở dữ liệu thì nó phải động đến model. Model là cái file sẽ giúp chúng ta tương tác thêm sửa xóa dữ liệu, lấy dữ liệu ra từ cơ sở dữ liệu. Gọi đến đây. Đây là bước 3. Thấy chưa? Sau đó cái model sẽ trả dữ liệu cho controller. Và controller này sẽ trả cho người dùng một cái giao diện nào đấy, đúng không? Thì giao diện nằm hết ở trong này. Viết rất rõ ràng luôn. Chúng ta chỉ cần có cái URL và chúng ta có thể là gần được cái luồng logic nó đi như nào và phải sửa ở đâu. Bởi vì chúng ta dùng file là chúng ta phải trả một request, đúng không? Nên là sẽ biết được cái file chúng ta nằm ở đâu, đi như thế nào. Đấy là một cái. Đấy không? Thì các bạn thể nó ra được không? Nghỉ việc hay là các bạn có sẵn tay okay. Đang làm video mặt bây giờ project tôi làm MVC, ông nghỉ gì ông nghỉ đi, tôi kiếm thằng khác làm MVC, nó cứ làm đúng với cái logic này, làm một ngày cũng được thì làm hai ngày ba ngày, nhưng mà nếu ông có được việc kia thậm chí tìm khả năng cũng tìm, chúng ta cứ include rồi lấy quay loạn hết cả lên thì làm sao mà tìm được, đúng không? Như này thứ nhất là nó có cấu trúc từ một khoa học hơn, luồng dữ liệu chúng ta quản lý nó dễ hiểu hơn, dễ làm việc hơn. Bây giờ nó tạo thằng mới, làm chức năng mới thì phải kiểm tra xem cái URL nó đã tồn tại chưa, chưa tồn tại thì viết mới vào đây. Nơi nào xử lý thì tạo ra một controller nào đây, có cái module để xử lý database cho cái chức năng này chưa, nếu chưa có thì tạo ở đây, trả ra đây một cái giao diện, xem giao diện thì có chưa, chưa có thì tạo ở đây, xong, đúng không? Cực kỳ khoa học. Cái thứ hai, lợi ích thứ hai, nếu làm MVC thì chúng ta phải sao? Cái URL chúng ta là load vào host cái gì gì đấy, đúng không? Sửa cái gì gì đấy, xong rồi phải vào là ví dụ báo admin hoặc là MP này, xong vào category đến thư mục, đây là thư mục vật lý. Thì sao? Thư mục trên server các bạn là như thế nào thì các bạn phải biết cấu trúc thư mục đúng như này. Sau đó là cái gì đấy, cuối file là chấm php rồi thì mới lấy ngoài chấm cái gì gì đấy, đúng không? Như này sao? Không sell được. Có biết cái khái niệm sell, SLO ấy. Cái này, cái sell nó tương, nó ảnh hưởng nhiều bởi cái nó URL chứ, đúng không? Như này sell làm sao được, đúng chưa? Chúng ta không chủ động tạo được ra các URL trong cái chức năng của chúng ta. Thế thì vứt. Thế là phải. Các bạn xem nó đuôi bên em không? Cái URL do chúng mình chủ động tạo ra, cái chẳng có do phụ thuộc cái file nào, đúng không? Sau đó chúng ta switch key ở trong này và nhiều cái file hay sao. Thứ nhất, giấu được cấu trúc thư mục bảo mật hơn. Cái thứ hai, URL do mình tự định nghĩa ra chắc chắn là sẽ đẹp hơn so với cái thằng ở bên kia. Thấy lợi ích chưa? Còn MVC thực ra là cái gì? Đây tôi vừa giải thích cho các bạn một mô hình. Nó là hình thành bởi ba cái mô đun, ba cái thành phần tạo nên cái mô hình này. Đó là em là mô đồ, tương tác với cơ sở dữ liệu. V là thằng view, phụ trách phần giao diện hiển thị cho khách hàng. C là controller, nơi xử lý logic của chức năng thì nằm ở trong này. Tất cả hai phần này, controller và mô đồ, quên nằm của mình tất cả chỉ có hai cái này thôi, đều sử dụng là class. Qua thằng này sử dụng file lên đây thuận. Đó. Thì đấy là cái lợi ích của nó. Đưa đối tượng vào chúng ta bao giờ cũng sẽ dẫn dễ làm việc. Được chưa? Đấy là cái MVC. Và hầu như bây giờ đấy, cần phải gần như là 100% các cái framework mới bây giờ ấy, đều sử dụng MVC. Laravel MVC này, ZMVC, Cake MVC, rồi thì Falcon cũng MVC, đến Java, C# cũng còn MVC, gì nữa là các framework PHP, đến Node.js cũng có MVC luôn.
nó chỉ là một cái mô hình thôi nhá, nhớ thôi, nó chỉ là một cái mô hình thôi, còn chúng ta áp dụng hay không đấy là việc của mình. Được, đấy là khái niệm về MVC. Còn gì không nhỉ? Coi xem còn cái gì để nói chuyện với chúng ta không, xem phần này còn gì không. Đây, đây là giải thích của người ta này, mô hình như này, logic như này. Đây là máy tính, máy client, tức là cái một cái web, một cái người dùng nào đó muốn truy cập vào cái hệ thống của mình đúng không? Thì họ sẽ từ cái máy tính họ gửi request đến controller. Thực ra cái này chưa đúng mà. Nếu mà theo đúng logic ấy, thì cái request gửi lên sẽ phải thông qua cái thằng này. File ban đầu của logic bao giờ cũng còn sẽ là file tên V. Thì thằng này đóng cho vai trò là cái nơi điều hướng. Được chưa? Nơi điều hướng, sau đó nó phân tích URL và rồi nó mới đưa về một cái file, một cái con file controller, lớp controller nào đấy, còn cái hàm nào đấy nằm trong lớp controller. Sau đó lớp controller tương tác với dữ liệu thì một lần gọi đến. Thông qua cái lớp này chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu chẳng một về. Rồi cuối cùng là từ controller lấy được data, sau đó là gọi đến view để hiển thị cho người dùng. Và ở view này có bắt từng có kẻ A đúng không? Khi người ta bấm vào cái gì đấy thì nó lại bắt đầu gửi ngược lại cơ sở dữ liệu lại về browser. Và người gửi ngược lại lại bắt đầu họ một hoàn mới. Đúng không? Nó chỉ đi theo đúng một cái đường thôi. Người ta gọi cái niệm là cái niệm life cycle. Là cái đấy. Chúng ta học bất kỳ cái gì cũng phải cần nên, có nghĩa là học cái framework những cái dựng sẵn rồi ấy, thì nên tìm hiểu cái life cycle của nó trước. Ví dụ như sau này chúng ta học thêm lên thì học thêm cái React nữa thì chúng ta đã học ví dụ React này, thì chúng ta cái đầu tiên chúng ta cần phải biết không phải là cú pháp mà phải là cái life cycle của nó. Life cycle để biết nó chạy từ đâu đến đâu, chạy qua những cái gì có thể nắm được và dừng nó lại. Đấy là cái life cycle. Cái hàm này là cái hàm dùng kiểu cổ nhé. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn dùng cách khác. Tất nhiên là nó sẽ hơi khó nhưng mà nó sẽ rất tốt cho chúng ta khi mà đi phỏng vấn. Các bạn bê cái project của các bạn dựng bằng MVC theo cách của tôi đi, đảm bảo là nhai nhung nhau phỏng vấn nhà tuyển dụng nào cũng sướng. Yên tâm, tôi đã thử rồi. Đây, chúng ta biết cái hàm này rồi đúng không? À, biết hàm này rồi đúng không? Đó, đây là hàm chuyển hướng đúng không? Không có gì cả. Điều hướng về chỗ nào đấy? MVC. Nếu bạn nào có thời gian thì nên tìm hiểu trước thằng này để lên P3 cho chúng ta nhà. P3 cho chúng ta học này. Laravel. Framework. Chụp composer đúng rồi đấy. Ôi giời ơi, hỏi chẳng bạn. Chúng ta nghỉ một tí nhá. Tí nữa chúng ta sẽ nghỉ. Khoảng 10 phút nữa. Khoa Phạm. Khoa Phạm nó có cả video trên YouTube đấy.